Như chúng ta đã biết, âm nhạc đem đến những khoái cảm thẩm mỹ cao và là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Ngày nay, việc đưa âm nhạc vào học đường đã được chú trọng vì những lợi ích quan trọng của nó trong việc giáo dục hình thành nhân cách cho học sinh trở thành những con người toàn diện. Trải qua lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, các giá trị văn hóa tinh thần không ngừng được xây dựng bồi đắp và trở thành sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc Việt Nam. Trong đó, âm nhạc truyền thống chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Vậy nên việc tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về giá trị của âm nhạc dân tộc là vô cùng cần thiết. Thực hiện kế hoạch số 175 ngày 22 tháng 2 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 về việc tổ chức chuyên đề tích hợp dạy học âm nhạc dân tộc ở trường trung học cơ sở cấp thành phố năm học 2022 đến 2023. Quý thầy cô thân mến, hiện nay vấn đề đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh tự chủ động chiếm lĩnh kiến thức, giáo viên chỉ là người hướng dẫn điều khiển. Vì vậy, việc tạo hứng thú học tập trong tiết dạy về âm nhạc dân tộc cho các em có vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả chất lượng dạy học. Phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong dạy học âm nhạc theo chủ đề gắn liền với âm nhạc dân tộc đã được quận 12 đặc biệt chú trọng quan tâm, thực hiện tốt trong thời gian vừa qua, theo hướng tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, lồng ghép bộ phận hay là toàn phần khi sử dụng phương pháp dạy học mới như dạy học theo dự án, phương pháp trực quan, phương pháp thực địa, phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp khăn trải bàn. Dạy học tích hợp còn được hiểu là sự kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành trong cùng một bài dạy, kết hợp được nhiều phương pháp, đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập, tạo những hoạt động sôi nổi cho các em tham gia, đặc biệt các hoạt động này gắn liền với hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học. Cân đối giữa dạy học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giữa hoạt động tập thể, nhóm nhỏ và cá nhân, giữa dạy học bắt buộc và dạy học tự chọn thực hiện đa dạng phương pháp đánh giá như quan sát, vấn đáp, kiểm tra trên giấy, trình bày báo cáo, dự án học tập. Dạy học tích hợp âm nhạc dân tộc trong tiết âm nhạc theo hình thức liên môn là phải xác định các nội dung kiến thức liên quan đến các môn học quen thuộc như lịch sử, địa lý, ngữ văn, mỹ thuật, giáo dục công dân hay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn bài thuyết trình nhóm của học sinh nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho tiết dạy và học. Đất nước ta vốn có nền văn hóa lâu đời, trong đó có âm nhạc dân tộc cũng ra đời rất sớm. Nền văn hóa âm nhạc ấy phát triển liên tục trong suốt chiều dài lịch sử, lúc thăng, lúc trầm, lúc thịnh, lúc suy. Song từ chính cái thăng, trầm, thịnh suy ấy, cha ông ta đã tạo dựng được một nền âm nhạc truyền thống có nhạc ngữ riêng, có bản sắc riêng, phong phú về hình thức, đa dạng về thể loại. Việc tích hợp dạy âm nhạc dân tộc kết hợp việc giới thiệu nét đặc trưng văn hóa âm nhạc, nhạc cụ các vùng miền thông qua các môn học như lịch sử, địa lý, ngữ văn, mỹ thuật, giáo dục công dân, tất cả giúp nâng cao khả năng phát huy nhằm gìn giữ và bảo tồn âm nhạc dân tộc khi các em học sinh còn ở ngôi trường trung học cơ sở thân thương. Đầu tiên, xin mời quý thầy cô xem trích đoạn tiết dạy ngữ văn có tích hợp âm nhạc dân tộc mang lại hứng thú và sự tập trung cao của các em học sinh. Tiết hôm nay là lễ cúng Sa Nhân Va và mời hồn lúa từ rẫy về nhà dự lễ cúng. Gửi cho rau phô bày sắc thái văn hóa của dân tộc mình. Lễ hội hoàn đầy đủ các đặc trưng của văn hóa dân gian, từ văn hóa đến hưởng âm nhạc. Qua một chặng dài lịch sử, lễ rước thần lúa là nơi gắn kết cả cộng đồng trong một không gian tín ngưỡng, là nơi hội tụ kho tàng văn hóa mà người chưa lao tích lũy được trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc mình. Bên cạnh đó, việc tích hợp âm nhạc dân tộc thực hiện trong môn lịch sử, địa lý thông qua các hoạt động quen thuộc như chơi trò chơi khi tham gia hoạt động khởi động hay hoạt động luyện tập các em được thực hiện thuyết trình. Điều này giúp học sinh chủ động tìm tòi, phát huy tính sáng tạo, trình bày được nét đặc trưng của âm nhạc các vùng miền. Từ đó cho thấy,
các đơn vị trường trung học cơ sở trên địa bàn quận 12 đã thể hiện tích hợp được âm nhạc dân tộc thông qua tiết dạy của mình, bằng nhiều hình thức truyền đạt đa dạng phong phú đem lại hiệu quả cao. Ngoài môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, thì môn giáo dục công dân cũng có những tiết dạy có thể tích hợp âm nhạc dân tộc vào bài giảng nhằm nâng cao giá trị truyền thống, từ đó giúp học sinh hình thành kiến thức bản thân, nâng cao giá trị văn hóa, con người, đặc biệt biết cách bảo tồn âm nhạc dân tộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Ngay từ tiết đầu tiên trong sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 6, Bộ Chân Trời Sáng Tạo đã được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nội dung bài học nhằm tìm hiểu vấn đề tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ trong sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 6. Hay tiết 1 lớp 7 có nói về nội dung tự hào về truyền thống quê hương thuộc bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bên cạnh đó, một trong số các môn học gắn liền với âm nhạc là môn mỹ thuật, góp phần hình thành kiến thức nghệ thuật phong phú cho học sinh, nâng cao năng khiếu, khả năng thẩm mỹ cho học sinh hoàn thiện nhất có thể. Nếu như trong việc giảng dạy âm nhạc thường xuyên tích hợp môn mỹ thuật thông qua việc phát động học sinh vẽ tranh triển lãm về âm nhạc dân tộc hay phát họa hình ảnh trang phục dân tộc trên đất nước Việt Nam, phát huy hình thức thảo luận nhóm, vẽ tranh theo nhóm, cho nên môn mỹ thuật trong một số chủ đề cũng tích hợp âm nhạc dân tộc trong tiết học, từ đó hình thành tình yêu quê hương đất nước, nâng cao lòng tự hào dân tộc khi các em thể hiện nét đẹp của âm nhạc dân tộc trong đời sống hàng ngày thông qua nét vẽ hồn nhiên, sinh động và sáng tạo của các em, từ đó có ý thức bảo tồn âm nhạc dân tộc của nước nhà. Ngoài ra, việc tích hợp âm nhạc dân tộc không chỉ thực hiện được trong tiết học các môn học tại lớp mà còn có thể thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm ngoại khóa. Những chuyến tham quan du lịch về nguồn, ví dụ tham quan Bến Tre nghe hát đờn ca tài tử Nam Bộ, sẽ giúp các em hình thành thêm kiến thức về văn hóa của dân tộc, từ đó thêm yêu những làn điệu dân ca khắp các vùng miền Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, học sinh còn có thể tìm hiểu về âm nhạc dân tộc khi các em tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp dưới sân cờ. Đây cũng là một hình thức tích hợp âm nhạc dân tộc theo hướng mở rộng, thông qua phần biểu diễn các tiết mục dân ca hay thưởng thức tiết mục độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các giáo viên hay nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc dân tộc như thổi sáo, đàn nguyệt, đàn tranh, đàn bầu, giao lưu học hỏi với các nghệ sĩ nhí trong dàn đờn ca tài tử Nam Bộ. Xây dựng môi trường học tập tích cực thông qua việc dạy âm nhạc dân tộc ở trường trung học cơ sở trong quá trình đổi mới ngày nay là điều vô cùng cần thiết. Vậy nên thực hiện tích hợp các kiến thức liên môn lịch sử, địa lý, mỹ thuật, giáo dục công dân, ngữ văn, tin học hay thông qua các hình thức mới như tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ sẽ giúp học sinh trung học cơ sở học tập một cách chủ động hơn, hiệu quả hơn, lĩnh hội kiến thức chuẩn xác hơn. Việc giáo dục âm nhạc dân tộc hiệu quả còn giúp hình thành ở học sinh một tâm hồn trong sáng, một thị hiếu âm nhạc lành mạnh, cách tư duy sắc sảo, lòng khát khao sáng tạo, giàu tình cảm, nhanh nhẹn hoạt bát và sống vui tươi, tinh thần tự hào dân tộc, tăng tình yêu đối với dân ca Việt Nam hay nhạc cụ dân tộc. Từ đó, bản thân các em sẽ hình thành được phương thức bảo tồn âm nhạc dân tộc thông qua những hoạt động thiết thực nhất, nâng cao chất lượng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao giá trị vô giá của sản phẩm văn hóa phi vật thể nhân loại, góp phần hình thành và phát triển năng lực thẩm mỹ của học sinh, giúp các em phát triển một cách toàn diện nhất.